Rồi, xin mến chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Giờ rồi hôm nay thì vườn của bạn Nam ha, có lên thanh lý xả nguyên cái lô mai cho cô chú anh chị mình sưu tầm về mình chơi Tết năm 2025 luôn nè cô chú anh chị. Giá cũng yêu thương lắm, thì mong cô chú anh chị mình vào xem được mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Và không mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bạn Nam nha. Để bạn Nam giới thiệu và giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Rồi mình chào bạn Nam ha. Rồi chào bạn, chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay tiếp tục đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai si bông lợi nè. Siêu ông Sài Gòn và Phú Tân nha cô chú anh chị. Rồi. Về cho cô chú anh chị mình nuôi mình dưỡng mình chơi Tết 2025 nha. Rồi. Và một cái đầu clip là mã số ha. Đầu clip là mã số 26X nha cô chú anh chị. Rồi, 26X. 26X là một cây siêu ông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi, giống của chú Sáu Bình Dương các bạn. Đúng rồi. Cây này lớn lắm cô chú anh chị. Cái tàn cây này cái hoành lớn nha. Hoành tên này là được 33. Hoành tổng với đây được củ nở với là 36 nha cả nhà. Rồi, sức trên là 33 dưới 36. Đúng rồi. Sát mặt bầu luôn là 36 nha. Chiều cao là được 1m45. Nụ nè. Qua wow, đầu có một cái xương Sài Gòn nha cả nhà. Tán ngang là được 1m20. Rồi. Rồi. Cây siêu bông Sài Gòn nha, em giao lưu cái nhà mình giá cũng chỉ là 3 triệu nha. 3 triệu là 3 phí ship của cô chú anh chị mình luôn. Rồi, hoành 33 rất là nhiều nha cả nhà. Hoành 33, củ nở với là 36 luôn nha. Ngốc nụ phê luôn cô chú anh chị ha. Nụ siêu nhiều luôn nha. Cái trẻ cái này nặng quá nên không có lên bằng xoay được nha cô nha. Cái này dán trực cô chú anh chị ha, tàn thông á cô chú anh chị ha. Đó. Rồi. Rồi mình qua cây tiếp theo luôn ha. Rồi. Theo mã số. Mã số 27X. Rồi. Cũng là một cây siêu bông mình lợi nha cả nhà. Rồi. Cho mình lại luôn ha. Đúng rồi. Cây cái tàn thông quá trời đã luôn cô chú anh chị ha. Tàn tròn ha. Tàn bự luôn cô chú anh chị. Ok trơn rồi cả nhà. Nút nụ ngon lành nha cả nhà ơi. Hoành như điểm này là được 22. Rồi. Củ nở là được 30. Rồi. Mấy cây này bao nụ nha cô chú. Cao là 1m. Tán ngang là 80. Rồi. Cây siêu bông mình lợi nên cho cả nhà mình giá cũng chỉ là 1.200.000 nha. Rồi 1.200.000 bao ship ha. Rồi em xuống cây. Cây mã số. Mã số 28X. Cũng là một cây siêu bông mình lợi nha cả nhà. Cây này có mặt hoa sẵn luôn cả nhà ơi. Bao chuẩn giống luôn. Cho mình lại ha. Một cái bút nụ nó nở được quá trời các bạn ơi. 5 cái bông luôn. 6 cái. Chắc à. 6 cái. 6 cái. 4 6 cái bông nha cô chú anh chị. Quá trời cô chú anh chị ơi. Bông khá là to nè cô chú anh chị ha. Cây thì nở bông gió nha cả nhà. Nở có cái nụ gió rồi cô chú anh chị ha. Nụ còn lại nhiều lắm nha cả nhà ơi. Rồi. Còn lại nhiều lắm. Nói chung là ok, còn nụ ok lắm. Cây này hoành là được 20. Củ 36, ngang 90, cao 1m13 nha cả nhà. Trời ơi cái củ nó cô chú anh chị ơi, quá trời luôn. Rồi củ 36 luôn ha, hoành 20, cao 1m3 ngang 90. Rồi cái này mình giao lưu như đây bạn. Cái này giao lưu cái nhà mình giá là một củ 3 thôi. Rồi 1.300.000. Rồi, bao ship luôn các bạn. Ship luôn. Rồi. Cái này mình có xếp chậu không vậy bạn? Cái này là không xếp chậu nha cả nhà, xếp chậu là sẽ bị bể chậu nha. Rồi, rồi. Okay. Xuống theo cái mã số. Mã số 29X nha. Rồi. 29X cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nha cả nhà. Siêu bông lợi. Có siêu bông lợi nha. Rồi, cái này đế quái lắm cô chú anh chị ơi. Quá rồi cái đế luôn cô chú anh chị ơi. Nút nụ đồ ok lắm cô chú anh chị ha. Rồi. Cho xin thông số cái này luôn các bạn. Rồi, đế rất kỳ đẹp nha cả nhà. Qua wow, đời cái bồ đế. Quên cái chậu dĩa đã lắm cô chú anh chị ơi. Bình thân là được 18. Rồi, nguyên một cái củ bệ đế ha. Cao là được 1m5. Tán ngang là được 90. Rồi. Rồi, cây siêu bông mình lại nên giao lưu với cả nhà mình ha. Giá cũng chỉ là 1.1 triệu nha. Rồi, đỡ cây luôn ha. Rồi, theo cây mã số. Mã số 30X. Cũng là một cây siêu mình lợi cho cả nhà. Cây tàn hông ha, nút nụ thì đều hết trơn luôn cả nhà ơi. Rồi. Nút nụ quá trời đã luôn. Hoành là được 20, cao 1m20. Nhìn nụ ngang là 88 nha. Quá wow, trời quá đất nụ nha. Siêu mình lợi. Rồi, cây này cũng giao lưu với cả nhà mình giá là 1.100.000 bao phí ship luôn. Rồi, 1.100.000. Mã số 30X nha. 31X. 31X cũng là một cây siêu mình lợi nha cả nhà. Cây này thì hoành là được 20, chiều cao 75, tán ngang là 70 nha. Nút nụ quá chừng luôn. Củ
cũng dễ thương lắm cô chú anh chị ha. Rồi cái dạ. có luôn ha, Cây này vô với cả nhà mình giá là 950 thôi. Rồi 950 bao xếp ha. Rồi xuống cây nha. Rồi đổi cây luôn các bạn. Mã số 32X cũng là một cây siêu bông lợi nha cả nhà. Rồi cái tàn quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cây này là hoành là được 19, củ là 31 nha cả nhà. Củ đặc 31 nha. Cao 1m ngang 90. Siêu bông lợi nha cả nhà. Ngủ siêu nhiều luôn nha. Rồi ok ha. Cây này mình giao lưu với cả nhà mình giá không chỉ là một củ mốt nha. Rồi 1,1 triệu nha cả nhà. Củ nè cô chú anh chị ha. Hoành 19, củ 31, cao 1m90 các bạn. Đúng rồi. Cây này mình giao lưu cả nhà mình một củ mốt ha. Rồi, nụ quá trời nụ nha cô chú anh chị. Rồi, mình đổi cây luôn. Bao nụ. Rồi, đổi cây luôn ha. Mã số 33. 33X. 33X cũng là một cây siêu bông mì lợi luôn cả nhà ơi. Rồi cái tàn. Xung xoay cái tàn không cô chú. Cây này là hoành là được 18. Củ là được 28, cao 80, nghiêng 65 nha cả nhà. Củ quá trời củ luôn cô chú anh chị. Cây tàn lùng rất dễ thương ha. Rồi cái này lưu với cái nhà mình giá cũng 900 ngàn thôi. 900 ngàn là bao phí ship luôn. Dạ. Mã số 34X. Cũng là một cây siêu bông mình lợi luôn nha cái nhà. Rồi. Vô dây chỉnh sửa hết trơn ha. Tàn còn do luôn cái nhà. Gốc nụ thì lên hết rồi nha. Rồi. Gốc nụ lên khá là đều rồi cô chú anh chị nè. Đó, thấy nhiều lắm cô chú anh chị nè. Rồi cái này là hoành 19, củ đặc 31, cao là được 79, tán ngang là được 8-90. Rồi tán ngang 90 ha. Rồi cây này giao lưu cái nhà mình giá 900 ngàn bao phí ship luôn. Rồi đợi cây luôn ha. Cây mã số 35X. 35X cũng là một cây giảo Phú Tân nha cái nhà. Giảo Phú Tân quá trời luôn cô chú anh chị. Giảo Phú Tân 24 cánh nha. Rồi cái này cô chú anh chị miền Trung miền Bắc gì chơi thoải mái mẹ cả nhà ơi. Nút nụ thì lên hết trơn cả nhà ơi, Phú Tân thì dễ nở ha. Chú anh chị mình miền ngoài mình chơi ok lắm luôn. Nè, quá trời nụ chưa cô chú anh chị ơi. Rồi. Rồi cái này là hoành là được 19 nha cả nhà. Rồi. Cao là 90 ngang 90 luôn. Cây có củ luôn nè cô chú anh chị ơi, hoành 19 cao 90 ngang 90 luôn ha. Cây ha tàn còn do luôn cả nhà ơi. Rồi. Rồi. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 1.400.000 bao phí ship nha. Rồi cây này clip luôn cho bạn. Cây mã số 35X cũng là một cây clip em luôn. Thì em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip ha. Để chắc không được cô chú anh chị ủng hộ. Em xin chào và hẹn gặp lại nhé. Rồi muốn thay mặt cho kênh Dũng Vàng Nam cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình những clip tiếp theo ạ.